Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trời Phật độ mệnh, dần hạn tiêu tan, tiền vàng chất như núi, đổi đời giàu sang tột đỉnh. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, giàu sang mà dễ dàng thì đời không ai nghèo khổ, hạnh phúc mà tới. Cuộc sống ai muốn đơn độc một mình, chính vì sự chiến thắng nó không dễ có được, nên việc phải trả một cái giá tương xứng trong khả năng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Lại nói, nếu ta đã yêu hết mình, đã thương nhiệt tình, đã trao đi chân tình thì nếu có đổ vỡ, chia ly cũng đâu có gì mà cần phải nhìn lại quá khứ rồi sầu bi. Vậy là đã nửa năm trôi qua, hẳn là ai trong chúng ta cũng hy vọng cuối năm nay cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Thế nhưng Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn và mọi thành quả đạt được đều sau nỗ lực mà có. Đối với những người cố gắng không ngừng, họ luôn tin vào ngày mai tươi sáng, chỉ cần chăm chỉ thì đến một ngày nào đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu suốt cả cuộc đời của Mậu Ngọ tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu, cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây và trong tháng 8 âm lịch này. Tuổi Mậu Ngọ lưu ý được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, bây giờ tôi không muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn kiếm tiền thôi, có một lời bài hát nôm na là vậy. Chắc Mậu Ngọ cũng đang nghĩ vậy, nhưng Mậu Ngọ à, tiền cuối cùng chỉ là công cụ, đừng để nó thành mục đích sống. Ta có thể nghèo, cũng có thể đói, cũng có thể khó khăn hoặc vất vả ngược xuôi một tí, nhưng ta sẽ không hiền mà cũng không quỳ trước vật chất. Phụ huynh ta làm, vì ta còn có thể làm, ta kiếm vì ta còn lắm trách nhiệm phải gồng gánh trên người, chỉ có vậy. Không đáng để vì tiền mà đánh mất, hay đánh mất những cái giá trị nhân văn hay sự thoải mái của tinh thần mình trong cái kiếp làm người này. Nên hãy cứ chiếm, cứ cố, cứ phấn đấu và cứ nỗ lực, còn lại trời biết, đất biết, người không biết, thì quỷ thần biết. Chỉ cần Mậu Ngọ làm đúng, chỉ cần hành vi của Mậu Ngọ không sai, thêm chút nhân văn và thiện tính vào trong đấy, thì sớm hay muộn Mậu Ngọ sẽ được đầy tài lộc mà thôi. Nếu Mậu Ngọ thật sự nghiêm túc muốn thay đổi cuộc đời, Mậu Ngọ sẽ tìm được đường hướng, nếu không Mậu Ngọ sẽ tìm được một nguyên do để đổ tại. Lời này không phải là Tử Vi, mà là để nhắc nhở rằng khi có đoạn thử thách đã qua rồi, khi cái con người đúng của Mậu Ngọ đã thức dậy rồi, cũng là lúc thời thế sắp tới cho Mậu Ngọ được sự thông thuận cùng một chút may mắn, mà ngay ngắn ngồi viết lại cuộc đời mình, một chương mới, một diễn biến mới, một cái kết mới, hạnh hòa và nhiều phần an yên. Những cái mạnh mẽ mặc định rằng, cười lên và nói rằng tôi ổn, vì thế giới này sẽ chẳng có một người thật sự quan tâm, chẳng chờ đợi gì từ người nào khác cả, vì cuối con đường cũng chỉ còn là chính ta với bản ngã đồng hành. Ở đời, không ai muốn phải trở thành kẻ mạnh mẽ, nhưng đôi khi nó là điều Mậu Ngọ cần phải làm trong những giai đoạn sóng gió nhất của nhân sinh. Ngày mai khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu, tất cả chúng ta lại phải chiến đấu và đối diện với những suy tư của chính mình. Có thể lúc này đây hay khuya, đêm nay sẽ không ai ở bên cạnh Mậu Ngọ cả, nên chỉ biết nhắn nhủ rằng, mong Mậu Ngọ một đời an ổn. Tuổi Mậu Ngọ tức những người sinh năm 1978, thuộc hành quả trong ngũ hành với thiên can Mậu, thuộc hành thổ biểu trưng cho sự ổn định, bền bỉ và cứng rắn, kết hợp với con giáp Ngọ, biểu tượng của sự tự do, nhiệt huyết và tốc độ. Tuổi Mậu Ngọ mang cho mình một tinh thần dũng mãnh, kiên cường và đầy năng lượng, luôn sẵn sàng bứt phá trên con đường cuộc đời. Người tuổi Mậu Ngọ thường có tính cách phóng khoáng, nhiệt tình và tràn đầy sức sống. Họ là những người yêu thích sự tự do, không thích bị ràng buộc hay gò bó. Thiên can Mậu thuộc hành thổ, mang đến cho họ sự bền bỉ và kiên định trong mục tiêu. Trong khi con giáp Ngọ thể hiện cho sự nhiệt huyết và tốc độ, khiến họ luôn sẵn sàng hành động ngay khi cơ hội đến. Họ thường là những người tiên phong, luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động và không ngại đối mặt với thử thách. Những người tuổi Mậu Ngọ thường có tâm hồn cởi mở, hào phóng và rất dễ kết bạn. Họ thích phiêu lưu,
khám phá những điều mới mẻ và không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới. Con giáp Ngọ có được sự linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh. Họ thường không thích sự nhàm chán, luôn khao khát những thách thức mới để phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Ngọ đôi khi có thể trở nên nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Sự nhiệt tình quá mức có thể khiến họ dễ bị cuốn vào những quyết định hấp tấp hoặc bỏ qua những chi tiết quan trọng. Họ cần học cách kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động và kiên nhẫn hơn trong việc chờ đợi kết quả. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Mậu Ngọ nhận ra rằng bên cạnh sự nhiệt tình và khát khao chinh phục, họ cũng cần học cách điềm tĩnh và kiên định hơn. Họ hiểu rằng để đạt được thành công bền vững không chỉ cần sự nhanh nhẹn và sáng tạo, mà còn phải có sự kiên nhẫn và quyết tâm. Họ học cách giữ vững mục tiêu, không để bản thân bị lạc lối trong những điều tạm thời mà không cần thiết. Người tuổi Mậu Ngọ cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc chinh phục và đạt được, mà còn là về việc tận hưởng những khoảnh khắc yên bình và đơn giản. Họ học cách cân bằng dưới sự bứt phá và sự ổn định giữa hành động và sự nghỉ ngơi. Họ nhận ra rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự cân bằng giữa các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, và rằng đôi khi việc chậm lại một chút cũng là cách để họ tiến xa hơn. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Ngọ luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng trung thành. Họ là những người bạn người, đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp và yêu thương. Trong gia đình và xã hội, người tuổi Mậu Ngọ với sự kết hợp giữa sự nhiệt huyết và kiên định là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đầy năng lượng. Trên con đường nhân sinh, tuổi Mậu Ngọ không chỉ nhiệt tình và linh hoạt, mà còn biết cách duy trì sự ổn định và bền bỉ trong mọi việc mình làm. Chính sự hòa quyện với sự mạnh mẽ của hành quả, sự vững chắc của hành thổ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Mậu Ngọ, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Tổng quan vận trình tử vi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch 2024. Tháng 8 âm lịch còn gọi là tháng Quý Dậu, nguyệt lệnh Dậu làm chủ có 7 ngày, thiên can Quý Thủy cai quản và 23 ngày thiên can Kim Hạnh khiển. Có thể thấy, tháng Quý Dậu có ngũ hành kim cực dượng, nên những người mệnh thổ vì tiêu hao khá nhiều căn khí, không gian chủ yếu là tính âm nhiều hơn, càng khiến ngũ hành kim mạnh mẽ. Người mệnh thổ vì thế chịu nhiều kiểm soát, khắc khổ, hành khí trói buộc khiến tinh hoa bản mệnh khó mà phát triển, còn người mệnh thủy và mệnh mộc là yên bình, thoát cửa hiểm nguy. Theo luận giải tử vi hàng tháng cho tuổi Mậu Ngọ thấy rằng, tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mậu Ngọ. Bản mệnh chịu khó làm việc, không ngại khó khăn vất vả nên việc gặt hái được thành công là lẽ đương nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận những đóng góp của bạn cho phương diện sự nghiệp. Do có lâm quan chiếu mệnh, Mậu Ngọ nắm rõ được nhiệm vụ của mình, nên luôn hoàn thành tốt công việc mà không cần phải có bất cứ ai nhắc nhở, đốc thúc. Bên cạnh đó, Mậu Ngọ cũng dành nhiều thời gian để bổ sung kiến thức hữu ích, nâng tầm giá trị của bản thân. Tuổi Mậu Ngọ có mục tiêu rõ ràng, nên luôn cố gắng hết sức mình. Ngay cả khi người khác đang nghỉ ngơi, chuyện làm ăn cũng có những khởi sắc đáng kể. Bạn luôn chắc chắn trong mỗi đường đi nước bước, nên không lo thua thiệt. Con giáp này có thể xây dựng được một đội ngũ những khách hàng trung thành, nên đồng tiền đổ về túi luôn ổn định. Tử vi tháng 8 âm lịch tuổi Mậu Ngọ cho thấy rằng tuổi Mậu Ngọ cũng dần tham vọng hơn, suy tính đến việc mở rộng quy mô, thu hút khách hàng mới hoặc thử thách bản thân ở những lĩnh vực chưa từng thử sức. Tiếc rằng lĩnh vực tình cảm lại không có những dấu hiệu quá tích cực. Ngũ hành tương khắc khiến vợ chồng Mậu Ngọ thường xuyên cãi cọ hơn là chuyện trò. Đừng để mối quan hệ đôi bên dần trở nên xa cách. Nếu vẫn còn quý trọng tình cảm này thì bạn hãy chủ động là người xuống nước, đôi khi chịu thiệt một chút, nhưng để nếu giữ hạnh phúc gia đình thì hoàn toàn xứng đáng. Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, thời gian qua anh chị đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới anh chị một lời an ủi chân thành. Mong quý anh chị luôn giữ gìn sức khỏe trên trần đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý anh chị nhé, vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý anh chị. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Tiếp theo ngay đây,
Xin mời quý anh chị đến với phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ cho thấy, Nguyệt lệnh Lâm Quang là một trong những yếu tố giúp người tuổi Mậu Ngọ gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp vào tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh luôn chăm chỉ, nhiệt tình với công việc của mình, nhờ thế mà nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Thời điểm này, bản mệnh luôn sắp xếp được các kế hoạch công việc khoa học, biết rõ mình cần phải làm gì, phải làm như thế nào. Nên dù gặp khó khăn đi nữa bạn cũng không quá bối rối, thậm chí một vài vấn đề nảy sinh trong tháng này lại trở thành cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đồng thời, Mậu Ngọ luôn chú trọng việc học tập kiến thức mới và tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Với bản lĩnh của mình, Mậu Ngọ không những thể hiện bản thân xuất sắc, mà còn có thể dẫn dắt mọi người phát triển theo một hướng đi mới. Những gì Mậu Ngọ làm được trong khoảng thời gian này sẽ giúp Mậu Ngọ lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cơ hội thăng chức, tăng lương không còn xa, thậm chí Mậu Ngọ cũng có thể là người chủ động đề xuất quyền lợi cho bản thân, nhiều khả năng sẽ được cấp trên chấp thuận. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý với con giáp này là dù gặt hái thành công, bạn cũng chớ nên khoe khoang, tự phụ, hành động đó có thể khiến bạn mất điểm trong mắt mọi người. Đồng thời, khiến bạn ngủ quên trên chiến thắng, tạo ra cơ hội để kẻ xấu hãm hại hoặc người khác vượt qua mình. Ảnh hưởng của dịch mã có thể tạo ra những khó khăn và thách thức trong việc làm ăn, đặc biệt là đối với những người phải làm việc xa gia đình và người thân. Người tuổi Mậu Ngọ có thể phải mất nhiều thời gian và công sức để xây dựng và phát triển công việc trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn và kiên định trong công việc. Dù khó khăn, những nỗ lực và công sức của bản mệnh sẽ được ghi nhận và đem lại kết quả xứng đáng. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình và không bị lạc lối vào những cám dỗ xung quanh. Nhờ có sự nâng đỡ của chính quan, nên vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ không gặp nhiều khó khăn. Bản mệnh có thể tỏ ra tự tin và năng động trong việc đối diện với các thử thách trong công việc. Đừng ngần ngại nói ra sự biết ơn và trân trọng đóng góp của đồng nghiệp cấp dưới hay những người hỗ trợ mình trong sự nghiệp. Sự đồng lòng và tôn trọng giữa mọi người sẽ làm cho môi trường làm việc trở nên hài hòa hơn và tạo điều kiện tốt hơn cho sự thành công của bản mệnh. Việc thành công không đến tự may mắn, mà đòi hỏi sự cố gắng và công sức. Trong cuộc sống và công việc luôn tồn tại những thách thức và rủi ro. Để đạt được thành tựu, tuổi Mậu Ngọ cần bình tĩnh và kiên nhẫn tiến bước. Thay vì lo lắng về tương lai, hãy tập trung vào từng vấn đề nhỏ xuất hiện. Xử lý từng vấn đề một cách tỉ mỉ, chặt chẽ và kiên nhẫn. Điều này giúp bản mệnh giải quyết một cách hiệu quả và tránh bị áp lực. Hãy tận dụng những cơ hội nhỏ để cải thiện và phát triển bản thân. Dần dần bản mệnh sẽ nhận thấy sự tiến bộ và đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Đồng thời, không quên lắng nghe ý kiến từ người khác và học hỏi từ kinh nghiệm của họ. Đôi khi, những gợi ý và lời khuyên đến từ người khác có thể giúp bản mệnh nhìn nhận vấn đề một cách khác biệt và tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, việc tham gia vào một dự án mới trong tháng này cũng là sự lựa chọn tốt. Dự án này hứa hẹn mang lại những cơ hội và thử thách mới cho bản mệnh. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển kỹ năng và mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực làm việc của mình với sự kiên nhẫn. Cân nhắc kỹ lưỡng và sự cố gắng không ngừng, bạn sẽ dần đạt được thành công và vượt qua mọi khó khăn trên con đường phát triển và thăng tiến của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tuổi Mậu Ngọ trong tháng 8 âm lịch thấy rằng, nhiều khả năng người tuổi Mậu Ngọ sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong tháng này. Mậu Ngọ luôn chăm chỉ, cố gắng hết sức mình, làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi. Vì thế, bạn gặt hái được thành công là hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương, Mậu Ngọ nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Cấp trên chắc chắn rất quý trọng những nhân viên gương mẫu, nhiệt tình như bạn và muốn có hành động thực tế để cổ vũ tinh thần cho bạn. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh luôn giữ vững định hướng của mình cho dù mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa. Mậu Ngọ cũng không lùi bước, bạn biết mình phải làm gì và làm như thế nào nếu muốn gặt hái thành công. Bên cạnh đó, đội ngũ khách hàng thân thuộc cũng giúp bạn có một nguồn thu nhập ổn định. Con giáp này có thể xem xét, đánh giá tình hình thực tế để mở rộng quy mô làm ăn, mạng lưới khách hàng của mình,
thậm chí thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Ngọ tin rằng, với khả năng đánh giá vấn đề mới mẻ, tinh tế, tuổi Mậu Ngọ có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng và kiếm về bội tiền. Phương diện tài lộc sẽ có được những thu hoạch nhất định, do Mậu Ngọ tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Mậu Ngọ có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Ngoài ra, nhân duyên rộng mở cũng giúp bản mệnh giải quyết được một số khúc mắc trước đó. Có nhiều người giao lưu, kết bạn nhiều hơn sẽ gặp được những người có chung lý tưởng. Người tuổi Mậu Ngọ làm ăn kinh doanh nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt xu thế thị trường. Mậu Ngọ luôn đoán trước được nhu cầu của khách hàng, nắm rõ khả năng của bản thân nên luôn đưa ra những quyết định chính xác. Thời điểm này, hãy mạnh dạn và tin tưởng vào khả năng phán đoán tình hình của mình. Tuổi Mậu Ngọ có thể mở lối đi riêng, thu hút được một lượng khách hàng mới khá lớn. Dù bận rộn, luôn chân luôn tay, nhưng Mậu Ngọ sẽ rủng rỉnh tiền tiêu. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra các quyết định. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ nhìn chung là ổn định trong khoảng thời gian này. Như vậy mà Mậu Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình, hăng hái khi bắt tay vào công việc. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc cho phép bản thân được nghỉ xả hơi trong một vài ngày. Sau khi nghỉ ngơi, bạn sẽ lại có thêm động lực làm việc, tiếp tục cống hiến và sẽ gặt hái thành công. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, dù phương diện sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ đều có bước phát triển đáng kể, song chuyện tình duyên lại không được như ý. Có lẽ Mậu Ngọ cần xem lại thái độ và cách hành xử của mình. Có thể bạn đã vô tình tổn thương người thân lúc nào không biết. Dù yêu thương gia đình nhưng con giáp này vẫn thường xuyên giữ mọi chuyện trong lòng và tự tìm cách giải quyết. Có thể bạn cho rằng làm vậy để không ảnh hưởng và khiến người thân lo lắng, song cũng chính vì vậy mà bạn lại khiến người nhà cảm thấy bạn quá lạnh lùng, xa cách. Tuổi Mậu Ngọ hãy học cách dựa dẫm vào người thân nhiều hơn, có thể chỉ là trò chuyện, tâm sự thôi, nhưng nhờ vậy mà các thành viên trong gia đình sẽ trở nên gắn bó hơn rất nhiều. Trong mối quan hệ vợ chồng, đôi bên thường xuyên mâu thuẫn về những quan điểm đối lập. Mậu Ngọ nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Đôi khi chịu kịp thời một chút là cần thiết nếu bạn muốn giữ hòa khí trong gia đình. Trong tháng 8 âm lịch, tứ lục bay về phương Đông Nam, có thể gia đình người tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp một số xung đột và bất hòa giữa các thành viên, đặc biệt là với những nhà có con cái. Điều này có thể xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm, tính cách và mục tiêu của mỗi thành viên trong gia đình. Có thể có những mâu thuẫn trong cách nhìn nhận và giải quyết các vấn đề về gia đình, gây ra sự căng thẳng và mâu thuẫn trong không gian gia đình. Để giải quyết vấn đề này, hãy thử tìm cách trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn, tôn trọng lắng nhau và hiểu những quan điểm và cảm xúc của nhau. Cùng nhau tìm ra giải pháp hài hòa và tốt nhất cho toàn bộ gia đình, hãy cố gắng tránh tranh cãi và xung đột. Thay vào đó, hãy xây dựng không gian hòa hợp và thân thiện cho mọi người cùng chia sẻ và trân trọng ý kiến của nhau. Với người còn độc thân, trên thực tế thì Mậu Ngọ vẫn gặp được một vài đối tượng khá triển vọng do thái âm các tinh mang tới. Người đó có thể chủ động bắt chuyện làm quen, thậm chí bày tỏ tình cảm với Mậu Ngọ. Tuy nhiên, dường như Mậu Ngọ vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Bởi có thể bạn vẫn hài lòng với tình trạng độc thân hiện tại, hoặc có thể bạn lo lắng mình sẽ phải chịu tổn thương, lừa gạt nếu đã có người thầm mến. Có vẻ như Mậu Ngọ vẫn chưa đủ dũng cảm để thể hiện cảm xúc của mình. Bạn lo lắng nếu mình tiến thêm một bước thì sẽ phá hỏng mối quan hệ hiện tại. Nếu Mậu Ngọ cứ mãi giữ cái ranh giới giữa hai người thì hai bên sẽ chẳng thể nào gần gũi hơn hiện giờ được nữa. Đã đến lúc bạn cổ vũ bản thân tiến lên rồi đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt do thái âm mang lại. Xem đến đây, chắc hẳn quý anh chị tuổi Mậu Ngọ đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ ra sao. Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi gán màn trong các phần tiếp theo.
Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Mậu Ngọ nhờ có được chính quan vẫn đang che chở cho vận trình của con giáp này. Tài vận hanh thông, tiền bạc dồi dào khi mà thực thần đứng bóng, tạo điều kiện cho bản mệnh nắm giữ cơ hội tài lộc. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc, nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho tuổi Mậu Ngọ. Chính quan trợ mệnh lại thêm các tinh thiên vũ nhập cục, nên đường công danh, sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Tuổi Mậu Ngọ nên cố gắng hết sức mình để không tuột tay khỏi cơ hội chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, cuối tuần có thể có vài chuyện xen ngang khiến cho bản mệnh mất tập trung trong công việc. Người làm việc với tinh thần chuyên nghiệp sẽ chuyên tâm, không để mình bị phân tâm. Song tuổi Mậu Ngọ có thể phải nỗ lực rất nhiều mới có thể làm được điều đó. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Đường tình duyên không mấy thuận lợi, nhân duyên chưa tới cũng chẳng thể cưỡng cầu. Bản mệnh có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ duyên để thành đôi. Mối quan hệ hiện tại trên tình bạn nhưng chưa tới tình yêu, có thể khiến cho bạn bối rối, song hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên. Nếu trái tim Mậu Ngọ muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho Mậu Ngọ làm theo. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Hợi, tiểu nhân là Thìn và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn đỏ, nâu. Con số may mắn 40, 30, 29 và 77. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Với người tuổi Mậu Ngọ, tra cứu lịch âm dương thì thấy rằng thiên đức các tinh đang đi theo dõi và hỗ trợ cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh thuận lợi giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đang mong muốn, khao khát suốt bao lâu nay. Tuy nhiên, về cuối tuần có thể sẽ xảy ra vài chuyện mâu thuẫn giữa bản mệnh và đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn, gây ra những rắc rối không thể lường trước được. Thiên quan báo hiệu rằng đây không phải là chuyện đơn giản, bởi bản mệnh đã đắc tội với những kẻ lòng dạ hẹp hòi, bạn có thể sẽ phải trả giá vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tài vận của con giáp này trong tuần thứ hai khá tốt, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình vào dịp cuối tuần, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Nên dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc lá nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chứ đừng dung tay quá tráng nhé. Đường tình duyên ảm đạm, đào hoa kém sắc. Tuổi Mậu Ngọ nếu muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng trong tuần này thì e rằng kết quả mà bạn nhận được sẽ tồi tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Bị công việc hay những yếu tố khác trong cuộc sống chi phối, con giáp này cố gắng giữ gìn sợi dây tình cảm, nhưng những việc bạn làm thực sự không mấy hiệu quả. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn hồng, cam. Con số may mắn 79, 42, 58 và 06. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng của tuổi Mậu Ngọ cho thấy, tuần thứ 3 này bản mệnh gặp khá nhiều may mắn, tử vi các tinh dẫn đường, con đường công danh phía trước rộng mở thênh thang. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thăng tiến cũng như làm những việc mình mơ ước đã lâu nhưng chưa có cơ hội để thực hiện. Thêm ấn quan kết hợp với nhau tạo ra một bộ đôi vững chắc và bảo vệ tuổi Mậu Ngọ khỏi những bất chấp trên con đường tiến tới thành công. Nhờ thế mà con giáp này tỏ ra được nhiều giá trị lao động. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có kẻ ghen ghét với những thành tựu mà con giáp này đạt được. Tuổi Mậu Ngọ nên học cách nhìn người, chọn bạn mà chơi. Trong tuần được chính tài nâng đỡ, bản mệnh có thu nhập khá ổn định. Với những Mậu Ngọ làm nghề kinh doanh thì đây còn là thời điểm tốt để thực hiện những kế hoạch làm ăn của mình. Cuối tuần là lúc vận khí lên dưỡng nhất. Nếu bạn muốn lợi dụng các khí để tăng khả năng thành công cho những kế hoạch kiếm tiền đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình thì chớ nên để lỡ. Vận tình duyên có đào hoa chiếu, nên tình cảm phát triển thuận lợi, không gặp phải nhiều trở ngại. Người độc thân nên mạnh dạn sống đúng với lòng mình, chớ ngại bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Các cặp đôi có lẽ nên nhìn ra xung quanh và tạo ra những điểm tươi mới trong mối quan hệ của mình, để người ấy luôn nhớ về những phút giây bên nhau. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Dậu,
Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: đen, đỏ. Con số may mắn: 99, 54, 76 và 12. Tiếp theo là tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Nếu trước đây tuổi Mậu Ngọ phải tất bật căng thẳng xử lý công việc, tuần này là thời điểm bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn, tham gia nhiều buổi tụ tập bạn bè, vui chơi giải trí. Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng, cấp trên ghi nhận công lao, đồng nghiệp tỏ ý ngưỡng mộ, và nhất là bạn nhìn xem lương và thưởng của bạn đã tăng lên mức mới. Với những ai đang nắm giữ trong tay một số hạng mục đầu tư thì tuần này có thể dồn vốn hoặc hùn vốn làm ăn chung để mở rộng quy mô, hứa hẹn sẽ mang về doanh thu có tính đột phá đầy bất ngờ. Bản mệnh có thể bắt tay hợp tác với người tuổi Dần hoặc tuổi Tuất. Người tuổi Mậu Ngọ được tương trợ lớn về mặt tài chính nên công việc tiến triển thuận lợi. Nếu có tham vọng vươn lên chức quản lý hay lãnh đạo cấp cao hơn, Mậu Ngọ nên tranh thủ tuần này chuẩn bị kỹ càng mọi mặt, nhất là phải biết tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Đừng tỏ ra ngạo mạn mà hãy thật khiêm tốn, đó chính là chìa khóa giúp Mậu Ngọ tiến nhanh tới thành công hơn. Tuần này, tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ khởi sắc bất ngờ, bách diệt đào hoa tinh che chở, sức cuốn hút của bạn với người khác giới cực mạnh. Đi tới đâu cũng dễ trở thành tâm điểm chú ý. Đã tới lúc Mậu Ngọ chủ động nắm bắt cơ hội để thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của kiếp độc thân rồi. Tình cảm gia đình hòa hợp, trên dưới nhất trí từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Bản thân Mậu Ngọ là một trong những mắt xích quan trọng trong gia đình, lời nói có trọng lượng, được mọi người yêu mến và nể trọng. Vận trình sức khỏe có sự chuyển biến tích cực. Những ai vừa mới trải qua cơn bạo bệnh hoặc phải tiến hành phẫu thuật, sức khỏe phục hồi khá nhanh, chẳng mấy chốc lại có thể tiếp tục làm việc, cống hiến và thực hiện những đam mê của bản thân. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 68, 47, 93 và 24. Bí quyết cải mệnh của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch này: mọi thứ đều là vô thường, điều đó có nghĩa là bất kỳ sự vật nào tồn tại trên đời này được không thể giữ nguyên mãi, không thay đổi và tiếp tục duy trì hình dáng ban đầu. Nó luôn luôn thay đổi bản chất của nó, sẽ từ từ thay đổi và cuối cùng sẽ biến mất. Ví dụ thân thể chúng ta luôn luôn chuyển hóa, trải qua sinh lão bệnh tử rồi cuối cùng biến mất trên khỏi đời này, kể cả núi sông, đất trời, đại địa và vũ trụ cũng vậy. Chúng đang trải qua quá trình thành sống, thay đổi, không sinh sống và chết. Hãy tu tâm để thấy mọi thứ trên đời này đều là vô thường. Khi thấu hiểu được điều này, bạn sẽ không còn đau khổ hay bất an nữa, chấp nhận mọi sự việc một cách nhẹ nhàng. Đời người thật ngắn ngủi, để rồi thoáng chốc hiểu ra một điều: được sống thanh thản, hưởng trọn niềm yêu thương là điều quý giá. Các bạn nên hạn chế việc đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận, cho cái này, cái kia. Nếu bỗng một ngày mọi việc xảy ra không như ý muốn, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu, chẳng ai sung sướng mãi mãi cả và cũng chẳng ai khổ hoàn toàn cả. Nghèo khổ vì không đủ no ấm, giàu khổ vì áp lực mất tiền vào tay kẻ khác, tất nhiên là còn hàng trăm ngàn lý do khác. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.